Để từng bước phục hồi sản xuất, ngay khi dịch bệnh bước đầu được kiểm soát, tỉnh Long An đã dần mở cửa. Theo đó, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng bắt tay vào khôi phục lại hoạt động. Gác lại những khó khăn thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty cổ phần Thanh Nhân Food ở xã Tân Bình, huyện Tân Trụ vẫn duy trì hoạt động 3 tại chỗ với 39 lao động. Việc sản xuất ổn định trở lại là điều kiện cần để doanh nghiệp tăng năng suất, tìm kiếm thị trường mới. Thì mình đang liên hệ với những cái đơn hàng mà của khách hàng rồi đơn nhà cung cấp. Thì những cái đơn hàng theo như anh biết thì vài ngày nữa thì bên anh sẽ hồi phục lại hầu như là như cũ. Những cái đơn hàng giống như là Copmart nè, rồi Aeon nè, rồi Vinmart nè, rồi những cái đơn hàng của khách lẻ ngoài chợ nữa, người ta đang chuẩn bị chắc 1-2 ngày tới là người ta sẽ đặt hàng mình nhiều. Dự kiến đơn hàng của công ty sẽ phục hồi từ 30 đến 40%. Nguồn nguyên liệu cũng đã được công ty đảm bảo. Dù được hoạt động trở lại sau thời gian thực hiện giãn cách, nhưng công ty luôn đảm bảo các tiêu chí về an toàn phòng chống dịch bệnh. Hiện tại thì công ty em là vẫn duy trì là hình thức là 3 tại chỗ đối với những nhân viên là ở ngoài huyện, và những nhân viên thì trong huyện thì được phép đi lại, nhưng là có sự giám sát của công ty bên chính quyền bằng cách thực hiện là theo một cung đường 2 điểm đến. Cách 3 ngày thì chúng em cho bên tài xế đi test định kỳ, rồi hàng tuần thì lấy mẫu PCR tất cả công nhân. Còn tại cơ sở giết mổ Thuận Phát vẫn duy trì hoạt động với 18 nhân công. Tuy nhiên, thị trường phần lớn phụ thuộc vào các chợ đầu mối và truyền thống, nên cơ sở vẫn phải chờ các nơi này hoạt động trở lại mới tăng đơn hàng. Tại vì bây giờ mới chắc cũng không nhiều, nhưng mà cái thì mình là cỡ 50% công nhân làm đủ. Bây giờ cũng chưa biết lái, nhiều khi người ta không có làm á, thì có nhiều làm nhiều thôi chứ đâu biết được. Bây giờ nếu chợ mới bán được thì mình cứ mừng, xong mình chở. Toàn huyện Tân Trụ có trên 100 doanh nghiệp đang trên đà phục hồi sản xuất. Tuy nhiên, việc sản xuất trở lại cũng tùy vào mỗi doanh nghiệp. Bởi vấn đề mà các doanh nghiệp đang gặp phải là lượng lao động đang bị thiếu hụt, thị trường bị phụ thuộc và phải phòng chống dịch an toàn, hiệu quả khi tái sản xuất.